Thông báo nhanh số 157 của Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Bản tin cập nhật đến 18 giờ ngày 26 tháng 9 năm 2021. Tính từ 18 giờ ngày 25 tháng 9 năm 2021 đến 18 giờ ngày 26 tháng 9 năm 2021, ghi nhận 5 ca mắc mới đang chờ Bộ Y tế cấp mã bệnh nhân. Cụ thể, thị xã Phú Mỹ ghi nhận 2 ca, trong đó 1 ca ghi nhận trong khu vực cách ly tập trung. Một ca ghi nhận ngoài cộng đồng là người từ thành phố Hồ Chí Minh về, phát hiện tại cổng nhà máy công ty Tôn Hoa Sen Phú Mỹ. Huyện Đất Đỏ ghi nhận 2 ca ngoài cộng đồng liên quan đến ca bệnh ngoài cộng đồng phát hiện tại Bệnh viện Bà Rịa ngày 25 tháng 9. Hai ca này đã đưa đi cách ly vào ngày 25 tháng 9 và xét nghiệm PCR dương tính, địa chỉ thường trú tại xã Phước Hội. Thành phố Vũng Tàu ghi nhận 1 ca trong khu vực cách ly tập trung. Số ca đã khỏi bệnh trong ngày là 12 ca. Tỷ lệ F0 đã điều trị khỏi bệnh từ 28 tháng 6 năm 2021 đến nay là 91,2%. Số người đang cách ly tập trung tăng mới vào 34, giảm hoàn thành cách ly 117. Ban chỉ đạo tỉnh đề nghị nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp ủng hộ công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 của tỉnh theo tinh thần tiêm vaccine phòng COVID-19 là quyền lợi đối với cá nhân, là trách nhiệm đối với cộng đồng. Phải tiếp cận bình đẳng tất cả các loại vaccine. Vaccine tốt nhất là vaccine được tiêm sớm nhất. Tham gia và sử dụng ứng dụng sổ sức khỏe điện tử để quản lý hoạt động tiêm chủng của cá nhân, kịp thời theo dõi các phản ứng thông thường sau tiêm chủng, theo dõi và xử lý kịp thời các phản ứng nặng, nghiêm trọng sau tiêm vaccine. Đi tiêm chủng ngay khi đến lượt và tham gia đóng góp ủng hộ quỹ vaccine phòng COVID-19 Việt Nam và của tỉnh. Truy cập địa chỉ https://hssk.kcb.vn hoặc truy cập https://tiêmchủngcovid19.gov.vn để tải ứng dụng sổ sức khỏe điện tử.